bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn đại bồ tát ấy có phải vì bất thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển hay là vì thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển phật dạy này thiện hiện đại bồ tát ấy vì bất thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển cũng vì thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển bạch thế tôn vì sao đại bồ tát ấy vì bất thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển tại sao cũng vì thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển? Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát ấy vượt qua địa vị thanh văn và độc giác, chẳng rơi lại vào hai địa vị ấy, do đó nên nói vì bất thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển. Đại Bồ Tát ấy xa lìa địa vị thanh văn và độc giác, đối với hai địa vị ấy quyết định chẳng rơi lại, do đó nên nói vì thối chuyển nên gọi là bất thối chuyển lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát ở địa vị bất thối chuyển muốn nhập sơ thiền thì liền tùy ý nhập muốn nhập đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền cũng tùy ý nhập muốn nhập từ vô lượng liền tùy ý nhập Muốn nhập bi hỷ xả vô lượng cũng tùy ý nhập. Muốn nhập định không vô biên xứ, liền tùy ý nhập. Muốn nhập định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi, phi phi tưởng xứ, cũng tùy ý nhập. Muốn khỏi bốn niệm trụ, liền tùy ý khởi. Muốn khỏi bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng tùy ý khởi. Muốn khỏi sơ giải thoát, liền tùy ý khởi muốn khởi đệ nhị giải thoát cho đến đệ bát giải thoát cũng tùy ý khởi muốn khởi sơ thắng xứ liền tùy ý khởi muốn khởi đệ nhị thắng xứ cho đến đệ bát thắng xứ cũng tùy ý khởi muốn nhập định sơ thiền liền tùy ý nhập muốn nhập định đệ nhị thiền cho đến định diệt thọ tưởng cũng tùy ý nhập Muốn khỏi sơ biến xứ, liền tùy ý khỏi. Muốn khỏi đệ nhị biến xứ, cho đến đệ thập biến xứ, cũng tùy ý khỏi. Muốn khỏi pháp môn giải thoát không, liền tùy ý khỏi. Muốn khỏi pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng tùy ý khỏi. Muốn biểu hiện năm phép thần thông, liền tùy ý biểu hiện.